Thưa các bạn, trong bản vẽ một công trình kiến trúc, dù cổ điển hay hiện đại, chung cư cao cấp hay biệt thự 2-3 tầng, khoảng không gọi là sân thượng hay ban công luôn được những nhà thiết kế chú ý đặc biệt. Sân thượng thường là nơi tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí tươi mới của thiên nhiên ban tặng cho ngôi nhà của bạn. Đây là một không gian tuyệt vời, tràn đầy ánh nắng vào mùa đông, mát lạnh vào buổi sáng mùa hè, nếu đó là sân thượng của ngôi biệt thự sang trọng mà bạn cùng gia đình đang sinh sống. Đã có rất nhiều bạn trồng nhiều loại cây tại khoảng không gian này, trong đó có cây hoa hồng, nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ cho ngôi nhà, cũng như tạo thêm oxy và màu xanh cho không gian tuyệt vời này của bạn. Vậy, bạn phải cần những gì để đáp ứng cho việc trồng cây hoa hồng ở sân thượng? Hôm nay, Hà Trung lên sóng trả lời câu hỏi này và cùng chia sẻ kinh nghiệm để các bạn có thêm tài liệu tham khảo. Thưa các bạn, có rất nhiều lựa chọn cho trồng hoa hồng trên sân thượng. Vì sân thượng thường là một không gian thoáng, rộng và đầy nắng, rất phù hợp với sự phát triển của cây hoa hồng. Tùy sở thích mà bạn nên trồng trong chậu hay xây hẳn xuống liền mặt trần và đổ đất trực tiếp. Mỗi cách trồng đều có những ưu khuyết nhất định. Nhưng theo tác giả bài viết này thì trồng trong chậu là một sự lựa chọn tối ưu với những so sánh sau đây. Khi bạn trồng ở trong chậu thì ngoài việc di chuyển dễ dàng lúc gia đình bạn bỗng dưng có việc cần không gian sân thượng để sử dụng, thì việc thẩm thấu khi tưới nước cho chậu hoa hồng hàng ngày xuống trần nhà của bạn thì bạn không cần phải lo lắng nữa. Vì việc tưới nước trực tiếp lâu ngày lên mặt sàn xi măng sẽ làm hỏng trần nhà bạn, gây nên những hậu quả khôn lường về lâu dài nếu bạn xây và đổ đất trồng trực tiếp lên chính nền xi măng sân thượng nhà bạn. Vì vậy, theo ý kiến của riêng mình thì không nên đổ đất trồng trực tiếp lên sàn xi măng sân thượng. Thưa các bạn, những hình ảnh các bạn đang nom thấy trên màn hình là sân thượng nhà Hà Trung năm 2016. Đây là những ảnh tư liệu mình còn lưu giữ khi trồng những chậu hoa hồng này. Để hôm nay các bạn đang được nhìn thấy kia những màu sắc lung linh của sân thượng nhà Hà Trung. Vì là có ô văng và không cần mỹ thuật, đường ở ngay cận dưới cho nên mọi người đi nhìn thấy hoa hồng rủ xuống là chủ yếu, chứ không nom thấy chậu. Cho nên ở đây mình dùng thùng xốp để đựng giá thể. Các bạn lưu ý, nếu không gian trồng cây hoa hồng nhà bạn kín và không cần sử dụng tới thẩm mỹ của chậu hoa, thì thùng xốp là nơi giữ giá thể trồng cây hoa hồng, không có loại nào tốt hơn. Nó đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn của một giá thể trồng cây ở khoảng không gian hở như trên sân thượng chẳng hạn. Ngược lại, nếu tư gia nhà bạn có sân thượng là một khoảng trống hở, thì bạn nên trồng trong những chiếc chậu đẹp để tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà. Bạn phải ưu tiên tối đa cho ánh nắng mặt trời rọi đủ cho cây hoa hồng, thì cây hoa hồng của bạn mới khỏe mạnh, hoa mới to và rực rỡ. Tiếp đến là phần giá thể. Bạn phải chọn thật chuẩn, đúng kỹ thuật, để ngoài việc đủ dinh dưỡng nuôi cây,
còn có khả năng chống chịu được nắng nóng phơi ròng rã suốt 3 tháng mùa hè của cây hoa hồng. Bạn lưu ý, lượng nắng nóng ở trên sân thượng bao giờ cũng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi dưới mặt đất. Bạn phải chuẩn bị kỹ để đối phó với sự khắc nghiệt này của thời tiết cho cây hoa hồng nhà bạn. Nếu các bạn chịu khó làm chuẩn những gì mà mình vừa chia sẻ như ở trên, thì bạn sẽ có một không gian sân thượng rực rỡ và ngào ngạt hoa hồng như các bạn đang được đón thấy trên màn hình. Và mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, bạn bước ra sân thượng, bạn cứ tưởng mình lạc vào một thế giới nào đó của vương quốc hoa hồng. Thưa các bạn, vừa qua có rất nhiều bạn hỏi về cách chăm sóc hoa hồng, nhất là chăm sóc hoa hồng ở trong chậu. Hà Trung không thể trả lời hết những câu hỏi này của các bạn bằng bàn phím thủ công. Rất mong các bạn thông cảm và lượng thứ. Cũng bắt đầu từ ngày mai, thứ sáu, ngày 13 tháng 9, hàng tuần Hà Trung sẽ live show trực tiếp mỗi tuần một buổi vào tối thứ sáu để trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Những bạn không tham gia trực tiếp vẫn được Hà Trung trả lời những câu hỏi mà bạn hỏi từ cách đây rất nhiều ngày qua những comment dưới bài viết hoặc những messenger trong trang Facebook Trung Hoa Hồng. Rất mong các bạn hợp tác và chia sẻ cùng với Hà Trung để Hà Trung phục vụ các bạn ngày càng được tốt hơn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin cảm ơn các bạn.